xấu để cứu bản thân mình, chỉ là đến lúc mà tôi hiểu được nỗi đau thì đồng tiền và quyền lực là thứ kẽn trong tình. Nhớ hết quá khứ anh từng giúp, anh từng lơ, tôi dùng hết những kỹ năng để từng ngày đổ thay. Sau này có tiền ta sẽ có được tất cả, chỉ cần búng tay một cái rồi thấy mày sổ bay. Như một nhân nhã cho mày nơi khơi được ở trong bóng tối, ta sẽ đặt dấu chấm hết chính là không ngán ai. Đưa bài học đồng để tôi ký và hoàn thành thêm nhiệm vụ rất khả thi chứ mà trong sáng mai. Cứ cầm mà sát thuộc thiệt gan, bước thêm một bước về hàng ngang. Kỹ năng anh sao băng, còn nhận mày bao căng. Dù vậy lên sàn đấu gặp hồn lửa tao kịp tay. Lần này cũng thấy siêu khó, vốn dĩ chỉ mấy nhiêu đó. Chơi về flow tao sẽ nói chứ xài vào trong từng câu dù mày dùng tới nhẫn thuật tao sẽ lấy chiêu nó. Tao sẽ lấy chiêu nó. Tao là tao là tao là tao là tao sẽ lấy chiêu nó. Ở chốn thần tiên, cất giọng nói với cái từ suy nghĩ tao bị vốn cần duyên. Vẫn cứ đáp để mày bí ý tụi cái biết thằng khốn nhầm điên. Được tới đây là học hỏi kinh nghiệm thì mới có phần chuyên. Level up thì sao hóa thành tiên. Học hỏi gì đi chứ với kinh nghiệm họ trang đầy và truyền lại tao có được khi nó đang trên tim tao. Bao nhiêu ước muốn nó có thể bị ngút xuống sự trở lại đầy kịch tính mà hàng đêm làm chim bao. Tao vẫn đi lên mặc dù bao lần nó xấu, tao đã nghe sự hiện diện từ gia đình đã khiến tao sự hạnh phúc trong cuộc đời mà tao luôn được mong muốn có một mái ấm gia đình trong bình yên sao. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu tao hiện giờ, dù mày thắc mắc thì anh vẫn ok. Tụi mày muốn thay đổi tao làm chứ gì, mình tự xử lý tao thấy mày so le. Dù có con đường khó tao còn đó thư giãn đi muôn nơi, sau này về già không hối tiếc. Sao không là gì mà mày mãi luôn chơi bời con bông mi thường hay đón mà tao cứ chọn chú ý. Nhưng giải cá nhân tao vẫn có không tự cao như hai đời tao lần chuyện vô bổ. Nhưng mà vấn đề được giải quyết bằng đầu óc chứ không phải bằng cái miệng thô lỗ. Nơi tĩnh lặng nhất trong cuộc đời là thời gian mà tao bỏ hết si tơ mà muốn phiền đã đằng sau. Trên bàn câu thuốc và cùng với ly ca cao nghĩ tới chuyện tương lai mà sẽ không giúp ta bằng nhau. Nhưng giải cá nhân tao vẫn có không tự cao như hai đời tao lần chuyện vô bổ. Nhưng mà vấn đề được giải quyết bằng đầu óc chứ không phải bằng cái miệng thô lỗ. Nơi tĩnh lặng nhất trong cuộc đời là thời gian mà tao bỏ hết si tơ mà muốn phiền đã đằng sau. Trên bàn câu thuốc và cùng với ly ca cao nghĩ tới chuyện.